Hello quý vị và các bạn thân mến. Trời ơi, sáng hôm nay mở mắt ra bị khịch khịch quá trời, dị ứng đó quý vị. Ngày nào tôi đi lên cũng uống một viên thuốc dị ứng mà cả chục năm nay rồi. Cứ tháng 1 là tôi đi bị nặng nhất trong tất cả các tháng của năm. Ngày 21 tây tháng 1 năm 2024, chúc quý vị một ngày chủ nhật an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe và quan trọng trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, gây cấn quá ồ ạt chiến hạm tàu chiến của nước Anh, đồng minh của đất nước Mỹ đụng nhau rầm rộ, vì sao và tại sao? Nội dung thứ hai, sau nhiều lần không kích oanh tạc kẻ thù nhưng chú Bảy chẳng gãi ngứa được tụi nó. Và vào ngày hôm qua, sau khi chú thừa nhận cái điều đó, thì bây giờ chú Bảy tiếp tục ra tay phóng quả tiễn rầm rộ vào kẻ thù. Kẻ thù đó là ai? Chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết. Và nội dung thứ ba liên quan tới chú Uẩn chính thức trời lớn. Vào ngày hôm qua, ông ta ồ ạt phóng hạt nhân. Mà kỳ này ông ta không phải phóng hạt nhân trên cái quả địa cầu, mà phóng ở dưới mặt nước đó quý vị. Và ra một cái cảnh báo Mỹ sẽ lãnh hậu quả thảm khốc. Rồi đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin hay, please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết vài chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới tình hình ở châu Á, đặc biệt là các bán đảo Triều Tiên. Thì trong suốt 3 năm vừa qua, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vào Tòa Bạch Ốc, thì cái người đứng đầu đất nước Triều Tiên là chú Uẩn quậy tưng bừng khói lửa ở cái khu vực này. Chú ta đã làm cho hai đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Nam Hàn ăn không ngon ngủ không yên. Người dân Nam Hàn và Nhật Bản phải hàng trăm lần chui xuống hầm để trốn, tại vì chú Uẩn phóng quả tiễn tên lửa rầm rộ ra bên ngoài, ok, làm cho cả cái thế giới này bất an. Bất chấp lệnh trừng phạt của cộng đồng thế giới và bất chấp Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản đã điều động quân đội, máy bay ném bom B-52, tàu ngầm hạt nhân nhân dân đến nơi này, nhưng chú Uẩn chẳng coi vào đâu hết, chẳng có để vào cái con mắt, ok. Vào ngày hôm qua, đùng một cái, theo như hãng thông tấn trung ương Triều Tiên gọi là KCNA cho biết như thế này, là Bộ Quốc phòng Triều Tiên mới vừa tiến hành một cái vụ phóng một cái vũ khí hạt nhân dưới nước tên là HEU-523 ở vùng biển phía đông. Bộ Quốc phòng Triều Tiên cáo buộc là tại vì Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản tập trận rầm rộ trong mấy ngày vừa qua làm cho Triều Tiên bất an, cho nên bây giờ họ phóng hạt nhân để cảnh báo Mỹ là như thế này. Rút rịch một cái là sẽ nhận một cái hậu quả thảm khốc ghê gớm và biến mất khỏi cái bản đồ trên cái quả địa cầu này. Gây cấn quá. Dưới cái thời của chú Bảy, hình như ông nào trên cái quả địa cầu này cũng có thể cảnh báo và hù dọa đất nước Mỹ chúng em. Vì sao và tại sao? Đường đường nước Mỹ, đàn anh trên cái quả địa cầu, number one trên cái thế giới này, mà tại sao những cái con kiến, rồi con chuột, rồi con thỏ, rồi con voi gì nó cũng hù được nước Mỹ của chúng em? Why and why? Chắc là tại vì nó thấy tổng tư lệnh của chúng em không có đủ điều kiện, không có đủ quy lực, không có đi đứng được, không có nói chuyện được, cho nên nó mới hù đó quý vị nha. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Nó liên quan tới hai chiến hạm của nước Anh, đồng minh của đất nước Mỹ, vào ngày hôm qua đụng nhau rầm rộ. Đây, hai tàu quét mìn của Hải quân Hoàng gia Anh đã đụng vào nhau khi cập vào một cái cảng nó gọi là Barents. Vụ việc này xảy ra vào ngày hôm qua sau khi mà tàu quét mìn và tàu chống mìn gì đó, hai tàu này cùng một lúc cập vào một cái cảng, và cái cảng này địa điểm không được tiết lộ ở Barents, ok. Và theo như Hải quân Anh cho biết là hai cái chiếc tàu này không biết gì cái vụ việc gì đó, hay là cái người lái tàu bị cái chuyện gì đó mà nó đâm vào nhau làm cho hai cái tàu này nó hư hại và nó nổ ghê gớm lắm. Hiện tại bây giờ thì người phát ngôn viên của quân đội Anh đã xác nhận vụ việc và họ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này,
và quân đội Anh đã cử một cái đội đặc biệt đến nơi này để xem xét và coi như điều tra coi vì sao và tại sao, có phải là vì khủng bố hay là vì kẻ thù hay là vì accident quý vị nhé. Thì trong suốt thời gian vừa qua, những cái vụ việc như thế này nó cũng có xảy ra trong cái đất nước Mỹ, trong quân đội Mỹ, ví dụ như là máy bay của Mỹ bị rớt, nhân dân và dân dân quý vị nhé. Đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp tục ra tay bắn hỏa tiễn. Đây, thì trong suốt thời gian vừa qua, Mỹ và đồng minh nước Anh cũng đã nhiều lần bắn hàng trăm quả Tomahawk vào cái nhóm kháng chiến Hồi giáo Houthi gì đó, ok, ở Biển Đỏ. Nhưng cách đây 24 tiếng đồng hồ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thừa nhận với phóng viên báo chí là chẳng có gãi ngứa được tụi nó, chẳng có công dụng gì hết, chẳng có ăn nhậu gì hết, tại vì phóng qua trời mà tụi nó vẫn bắn căn cứ Mỹ, vẫn bắn tàu chiến Mỹ, vẫn thục banh xà rong tàu chở hàng của Mỹ, ok. Cho nên ông ta thừa nhận là chẳng có ăn nhậu gì tụi nó. Nhưng vào ngày hôm qua tại Washington DC, lại một lần nữa quân đội Mỹ được lệnh của Tổng Tư lệnh đã bắn rầm rộ vào các bệ phóng hỏa tiễn của Houthi. Tức là bây giờ cuối cùng thì Mỹ cũng đã phát hiện ra, trong suốt thời gian vừa qua mình phóng hàng trăm quả Tomahawk, mỗi một quả cả triệu đô la đó quý vị. Nhưng mà tại vì mình phóng sai chỗ, phóng tầm bậy tầm bạ, mà những cái bệ phóng tên lửa của Houthi á, cần phải tiêu diệt, cần phải làm cho nó tan tành xíu quách, đặng cho nó đừng có bắn ra bên ngoài. Cái chỗ này mới là cái chỗ cần phải phóng. Nhưng mà trong suốt thời gian vừa qua, Mỹ và Anh đã phóng vào những cái chỗ tàu lao mới lao. Thành ra cái tội Houthi nó vẫn có những cái bệ phóng tên lửa này, cho nên nó vẫn quậy, nó vẫn thục ra phía bên ngoài, ok, và nó vẫn bắn qua phía bên Mỹ. Cho nên cuối cùng thì vào ngày hôm qua, quân đội Mỹ cũng đã phát hiện ra chết cha mình bắn sai mục tiêu trong cái thời gian vừa qua. Tốn biết bao nhiêu quả tên lửa Tomahawk mà bắn chẳng trúng mục tiêu, mục đích gì cả, không có mục gì để mà trúng. Cho nên vào ngày hôm qua cuối cùng thì đây là một cái đợt tấn công mới nhất diễn ra vài giờ sau khi Mỹ đã chính thức tiêu diệt được 3 quả tiễn chống hạm của Houthi. Tức là sau khi mà tụi Houthi nó bắn rầm rộ vào Mỹ, Mỹ mới phát hiện chết cha, giờ mình phải làm gì đây? Mình cần phải tiêu diệt cái bệ phóng tên lửa của nó. Thành ra bây giờ cái mục tiêu của Mỹ và đồng minh Mỹ là bắn vào những cái bệ phóng hỏa tiễn của Houthi để cho tụi này nó không còn đồ chơi nữa, để nó quậy nữa. Đó là như vậy đó quý vị. Cuối cùng thì ông Bảy ổng cũng suy nghĩ ra được một điều, ok, là tìm đúng cái mục tiêu của Houthi. Rồi sau vài phút nhanh gọi là buổi sáng ngày Chủ nhật, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình châu Á, châu Âu, châu Thành, châu Đốc, châu Phi, nói nôm na bây giờ tất cả các châu trên cái quả địa cầu chúng ta. Không ảnh hưởng gì chiến tranh thì ảnh hưởng gì cái chén cơm manh áo túi tiền đô la đó quý vị. Everywhere tình hình thế giới nó loạn xà ngầu như cái con cào cào. Rồi tôi đi cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Nhớ đừng quên bấm like và bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem, và đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Have a good day. Thank you.